Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Đến với chuyên mục bất động sản cần bán, hôm nay em quay cho mọi người lô góc đẹp ở dự án HUD thuộc xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Lô đất này thuộc nhóm 3 dự án HUD mọi người nhé. Lô góc nằm giữa trục đường 12m, trục này 12m mọi người nha. Và trục này là trục 20m thông toàn bộ dự án mọi người nhé. Hướng này là hướng từ Tây sang Đông, thì kết nối trực tiếp với đường 25m phía đông của dự án HUD. Còn đối với phía Tây là kết nối trực tiếp với đường 53m, đường Lê Hồng Phong mọi người nhé. Kết nối trực tiếp với đường Lê Hồng Phong 53m đó, cái hàng cao cao đó, xe đang chạy đó là trục đường Lê Hồng Phong mọi người nhé. Hôm nay em quay cho mọi người lô góc đẹp này, trục đường 20m, kéo dài là lô góc này là 10 x 20 mọi người nhé, là 202m, bán giá 2.4 tỷ, thì tính ra là 12 triệu 1m cho lô góc đẹp của trục đường 12m và trục đường 20m. Đối diện của cái lô góc này là khu giáo dục và khu vui chơi giải trí mọi người. Đây là khu đất giáo dục và khu vui chơi giải trí. Dãy này gồm có 3 khu, 2 khu đất giáo dục và 1 khu vui chơi giải trí, với tổng diện tích là 4,5 hectare. Đó là cái khu vui chơi giải trí là 1,3 hectare, tới cái khu trường học là 1,8 hectare, và khu trường học phía dưới là 1,5 hectare nữa mọi người nhé. Là tổng diện tích là 4,5 hectare, chỗ này rất là rộng. Cho mọi người kinh doanh mua bán, lô góc rất là đẹp mọi người nhé. 10 x 20m, thổ cư 100%, sổ sẵn từ bản đồ số 114 thuộc xã Long Thọ. Anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0369 862 268, cách bạn Zalo số điện thoại này, mình sẽ gửi sổ và thông tin cụ thể cho mọi người nhé. Trục đường này là trục đường 20m, kết nối trực tiếp với đường 25m phía đông dự án HUD, và kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Huỳnh Thúc Kháng á mọi người, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường đó là đường Huỳnh Thúc Kháng mọi người nhé, đường D9. Đường D9 47m, kết nối trực tiếp mà hai con đường lớn của dự án HUD, và con đường này đem thẳng qua dự án xây dựng Hà Nội, là kết nối toàn bộ dự án đó mọi người. Và trục đường rất là đẹp, đối diện với khu vui chơi giải trí và khu trường học mọi người nhé. Đất quy hoạch khu du lịch văn hóa đó, khu vui chơi văn hóa đó, và khu giáo dục. Gửi cho mọi người cái lô đất đẹp nhé, ngang 10m, dài 20m, lô góc đường 12m và trục đường 20m thông toàn bộ dự án, giá 12 triệu 1m, tổng diện tích là 202m, bán 2.4 tỷ. Anh chị có nhu cầu đầu tư thì hãy gọi cho Sung để sở hữu lô đất đẹp này mọi người nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video của mình. Anh chị thấy hay vô ích thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho em với nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ cho em với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Anh chị không cần kết bạn, không cần đăng tin, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá anh chị đầu tư thì hãy gọi cho em. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Đồng thời em mở thêm dịch vụ review bất động sản thực tế, review bất động sản của anh chị hoặc những vùng bất động sản mà anh chị quan tâm. Anh chị cần thì liên hệ cho em với chi phí 2 triệu đồng trên một video, cộng thêm dịch vụ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho nhà đầu tư ở xa. Anh chị có nhu cầu thì hãy gọi cho em với chi phí 1 triệu đồng. Em bỏ thời gian ra 2 buổi để lên làm bản test quy hoạch và kiểm tra thông tin xây dựng cho anh chị. Anh chị scan sổ đất gửi qua Zalo cho em và em sẽ scan cái kết quả gửi lại cho anh chị. Em nhận ký gửi bất động sản ở các xã Cánh Đồng của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh,
và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội Sunflower, DTA Phước An, Thịnh Hưng, EcoSun. Anh chị có nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc có bất động sản cần bán thì hãy gọi cho em thông qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.